Chào quý vị trở lại với chương trình trực diện TV. Thì ngày 8 tháng 11 năm 2019 vừa qua thì chúng ta thấy có một cái sự kiện là ông Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ là ông Wilbur Ross đã dẫn một phái đoàn gồm có 17 cái đại công ty của Mỹ. Thì trong đó chủ yếu là những cái công ty chuyên về cái ngành năng lượng cũng như là dầu khí, và một số thì về cái ngành sản xuất vũ khí cũng như là về y tế, và đến việc kể cả có ngành giao thông nữa, thì đến Việt Nam để mà ký những cái thỏa ước và những cái bản ghi nhớ trong những cái này mà kinh doanh thương mại. Cái phái đoàn thương mại Mỹ đã được ông Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng của Việt Nam tiếp đón, và ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có đưa ra một số cái nhận định và đánh giá về cái quan hệ của Việt Mỹ trong cái thời gian vừa qua, cũng như là đảm bảo và Việt Nam và Mỹ đang đi trên cái lộ trình và đúng theo những cái cam kết mà hai bên đã đưa ra trong cái quan hệ song phương giữa Mỹ với Việt Nam. Thì ngày càng nó đi vào chiều sâu hơn và ngày càng nó tăng cường cái sự hợp tác hơn. Thì trong cái thời gian vừa qua chúng ta biết là Việt Nam là cái nước có xuất khẩu của Việt Nam đó, là xuất khẩu trên các nước thì Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ là nhiều nhất. Cho nên là cái lượng xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm vừa qua đó, có thể là kim ngạch giữa hai bên về cái mậu dịch đó, thì đã đạt tới con số là 55 tỷ Mỹ Kim. Thì trong đó thì cái sự mà xuất khẩu của Mỹ mà trở lại Việt Nam, mà trong mấy năm trước chúng ta nghe nói về cái việc mà nước Mỹ yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu là Việt Nam phải tăng cường hơn về cái việc mà nhập khẩu. Thì trong 9 tháng vừa qua thì cái việc mà nhập khẩu của Mỹ, riêng của Mỹ về Việt Nam cũng tăng hơn 12% so với một năm trước đây. Còn riêng là Bộ trưởng Bộ Thương mại của Mỹ là ông Wilbur Ross cũng đã đưa ra một số cái nhận định là đánh giá về Việt Nam là một cái đất nước hết sức là năng động, và Việt Nam cũng có một cái cảnh thiên nhiên rất là tươi đẹp. Thì cũng đảm bảo là nước Mỹ là hứa là đảm bảo cho cái khu vực này nó ổn định và phát triển thịnh vượng, cái khu vực gọi là châu Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đó. Thì là những việc mà nước Mỹ đang làm á, là để đảm bảo cho cái mục tiêu đó. Tức là chúng ta thấy cái chiến lược gọi là chuyển trục của nước Mỹ, thì chẳng những là chuyển trục về quân sự đơn giản, mà chúng ta phải hiểu là kể cả mà chuyển trục về kinh tế, những sự đầu tư của nước Mỹ đang hướng về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và nước Mỹ đang làm những cái điều đó. Trong cái cuộc này thì hai bên cũng đã chứng kiến một cái sự ký kết thương mại giữa các cái công ty của Mỹ và những cái công ty của Việt Nam. Thì trong đó nổi trội lên là việc ký kết của một cái tập đoàn là AES của Mỹ về cái năng lượng rất là mạnh, và đã đầu tư vào Việt Nam á, với cái một cái công ty tại Sơn Mỹ là về sản xuất gọi là điện tuabin khí và hỗn hợp rất là lớn ở đây. Cái trị giá của cái nhà máy này lên đến là 1,7 tỷ Mỹ Kim. Và bên cạnh đó thì cũng tại Sơn Mỹ cũng xây dựng một cái cảng kho để mà chứa những cái chất hóa lỏng đó ở bên nhập từ bên Mỹ về. Thì cái xây dựng đó cũng là trị giá 1,4 tỷ Mỹ Kim nữa. Thì coi như tổng cộng toàn bộ cái nhà máy này đó, toàn bộ khu vực này là khoảng 3 tỷ mốt Mỹ Kim. Thì cái nhà máy điện này sẽ hoạt động, có thể là đưa cái lưới hòa vào cái lưới điện, có thể là vào năm 2024. Thì đây là một cái dự án phải nói là rất là lớn, nhất là đặt trong một cái khu vực của cái tỉnh miền Trung. Thì trước đây Việt Nam cũng đặt ra rất là nhiều về cái việc mà xây dựng nhiều cái nhà máy điện. Chúng ta nhớ cách đây khoảng 5-6 năm thì cũng có đặt cái vấn đề là nên xây dựng những cái nhà máy mà gọi là điện, mà điện về nguyên tử chẳng hạn. Rồi nhưng mà cuối cùng thì với cái sự cố ở bên Nhật, rồi nhiều cái sự cố ở những nơi khác nữa, thì nhiều người họ đặt ra những cái bàn cân, và hình như cái dự án đó cuối cùng cũng đã phải dừng lại. Và bây giờ thì người ta có nhiều đến cái việc mà điện thủy điện, hoặc là những cái điện năng lượng mặt trời, hoặc là nhiều điện khác. Nhưng mà Việt Nam thì hiện giờ cái thủy điện cũng đang gặp rất là nhiều những khó khăn. Thì chúng ta thấy là cái việc mà sử dụng những trên một cái dòng sông mà đi qua nhiều nước, rồi có rất là nhiều những cái đập thủy điện được xây dựng trên đó, thì nó gây ra một cái sự hư hại đối với môi trường, thậm chí là phải phá rừng, phá cây, và ảnh hưởng rất là nhiều đến cái môi sinh và ảnh hưởng tới cái đời sống của những cái người dân trong cái khu vực trên cái dòng sông đó nữa. Cho nên là
Cái thủy điện hình Việt Nam hình như cũng đã bão hòa rồi, và bây giờ người ta muốn xây dựng những cái năng lượng gọi năng lượng sạch và những cái năng lượng nó ít ô nhiễm hơn, và đồng thời nó cũng sản sinh ra một cái lượng điện rất là lớn. Thì bây giờ Việt Nam đang trên cái đà phát triển một cái đất nước gọi là công nghiệp, thì đang cái trên cái đường mà xây công nghiệp thôi, tức là đang xây dựng rất là nhiều nhà máy và cần có lượng điện rất là nhiều, cái tiêu thụ lượng điện là có thể nói là càng lúc nó càng tăng lên thêm. Và hiện nay thì cái việc mà xây dựng cái nhà máy này có thể nói là đây là một cột mốc rất là quan trọng, và một cái sự đầu tư này nó phải nói là nó chính xác, bởi vì nó cần phải đảm bảo về cái an ninh điện. Đến một khúc nào đó mà một những cái nhà máy mà những cái nhu cầu về điện tăng cao quá và không có đáp ứng được, nó không có đảm bảo cho cái sự phát triển kinh tế nó bền vững và nó ổn định, thì đó là một cái những cái điều mà rất là đáng lo. Cho nên cái việc mà nước Mỹ có ký một cái thỏa ước đối với Việt Nam về vấn đề là đảm bảo trong cái việc mà an ninh gọi là năng lượng và vấn đề mà hỗ trợ song phương về cái việc mà phát triển về cái năng lượng, thì Việt Nam cũng có nhập của Mỹ về vấn đề là than đá hay là nhiều cái năng lượng khác. Và trong cái chuyến đi này chúng ta thấy có cả những cái đại diện của những cái công ty năng lượng sạch nữa, thí dụ như là tập đoàn Tesla rồi, thì đó là tôi mà không biết là họ đến họ tìm hiểu cái thị trường gì ở Việt Nam, mà rất có thể là tới đây Việt Nam có thể phát triển thêm nữa về cái năng lượng điện mặt trời chẳng hạn. Thì cái công nghệ mà năng lượng điện mặt trời chúng ta biết là ở Mỹ là đang phát triển rất là mạnh, và phải nói là nhiều nơi họ đang làm những cái việc đó, và họ làm với quy mô rất là rộng nữa, và làm ra tới những hộ dân luôn. Thì đó là một cái điều mà nhiều nước người ta đang coi theo và hướng tới, bởi vì cái năng lượng mặt trời là ở Việt Nam là cái nguồn đó là cái nguồn phải nói là nó vô tận luôn. Cái hợp đồng thứ hai là trong lĩnh vực y tế được ký kết giữa cái công ty Varian Medical System có cái trụ sở tại California đã ký một cái bản ghi nhớ đối với cái viện trang thiết bị và cái công trình y tế quốc gia của Việt Nam. Trong cái việc mà gọi là bảo trì cũng như là kiểm định các cái máy gia tốc tuyến tính trong cái việc mà điều trị các cái bệnh ung thư, thì cái máy gia tốc tuyến tính này đây là một cái loại máy một cách điều trị hết sức là hiện đại, mà hiện nay có thể nói là hiện đại nhất trên thế giới. Về những cái mà hồi trước giờ chúng ta xạ trị trên những cái người bệnh nhân á, thì nó có thể làm phải tốn cái thời gian đó nhiều hơn, mà trên những cái máy gọi là cái máy Kobo á ở Việt Nam hiện giờ đang sử dụng thì nó có cái hiệu quả cũng thấp hơn, bởi vì những cái tia mà để mà chiếu vào trong cái những cái tế bào ung thư hoặc là những cái khối u đó thì có khi là nó không có điều chỉnh được. Ví dụ như cái nơi mà cái nằm khối u nó nằm gần quá và cái sự điều chỉnh nó đi vào thì có khi nó mạnh quá, hoặc là sâu thì có khi nó lại bị hao hụt năng lượng và nó đi vào đó thì nó thấp quá. Còn cái máy mới này của Varian đó thì nó khắc phục những cái hiệu quả đó, nó khắc phục được những cái hạn chế đó và nó tăng cường cái hiệu quả điều trị hơn. Và trong một ngày đó nó giúp được cái những cái người mà được điều trị ung thư á nó đông hơn. Với cái bản hợp đồng này á, là giúp cho các cái bệnh nhân của Việt Nam và các cơ quan y tế của Việt Nam được tiếp cận và sử dụng những cái máy móc trang thiết bị y tế hiện đại nhất trong cái việc mà điều trị ung thư. Và một cái cơ quan gọi là thương mại và phát triển Mỹ cũng hứa là sẽ coi như là cam kết sẽ đào tạo những cái người mà chuyên gia về y tế liên quan đến cái việc mở rộng cái việc mà điều trị ung thư, mà cái biên bản ghi nhớ này họ cũng đã có xác định trong cái việc đó, tức là đào tạo luôn cho những cái người để mà sử dụng những cái thiết bị đó, và có lẽ là tới đây cũng sẽ có những cái hợp tác nó sâu hơn và việc sử dụng những cái loại máy móc thiết bị khác nó thuộc là lĩnh vực y tế mà nó hiện đại hơn. Thì cũng trong ngày 8 tháng 11 này có một khoản hợp đồng cũng đáng lưu ý nữa, là việc Việt Nam Airlines đã ký với một cái công ty mà gọi là bảo trì động cơ máy bay của Mỹ, có cái trụ sở đặt tại Connecticut, là công ty Pratt and Whitney. Thì với cái tỷ giá của cái hợp đồng này lên đến là 1 tỷ Mỹ Kim. Thì ngoài ra thì Việt Nam Airlines cũng có ký một cái hợp đồng nhỏ hơn với giá trị là nhiều triệu đô la đối với một cái
công ty mà tư vấn về về kinh doanh máy bay, thì kinh doanh đường bay, thì trong đó chủ yếu là để mà giúp cái tăng cường những cái khả năng dự báo, rồi cũng là kiểm soát năng lực, rồi giúp tối đa hóa vấn đề doanh thu và thiết lập cái nền tảng cho cái việc chào giá năng động, nói chung là giúp trong cái việc kinh doanh về thương mại trong cái vấn đề mà đường bay đó. Thì đây là một cái việc mà hai cái bên hợp đồng nó gắn kết nhiều hơn trong cái việc mà kinh doanh gọi là vận tải. Thì đó là một cái điều mà phải nói là khá là đặc biệt. Và trong cái thời gian gần đây thì cái cách kinh doanh của Mỹ đã thu hút được những cái nhà đầu tư của Việt Nam và những cái người mà kinh doanh trong lĩnh vực mà gọi là hàng không đó, thì chú ý vào các cái kỹ nghệ của Mỹ nhiều hơn. Thì ngoài ra còn có một cái hợp đồng nữa của một công ty dầu khí khá lớn của Mỹ là công ty Murphy Oil, cũng đã ký cái hợp đồng đối với các cái công đối tác là Việt Nam. Với những cái giá trị hợp đồng kể trên đó, thì có thể nói là nó đạt tới con số gần 5 tỷ Mỹ Kim. Và đây là nằm trong cái khuôn khổ và của cái việc mà gọi là làm hài hòa quá cái việc mà mậu dịch với hai bên. Thì trong cái việc mà Mỹ trước đây cũng đã từng nói là Việt Nam là có một cái sự chênh lệch rất là nhiều khi mà xuất siêu đối với nước Mỹ và nhập hàng từ Mỹ về Việt Nam thì nó có cái mức độ thấp hơn. Thì thời gian gần đây thì Việt Nam cũng có tăng cường nhập về những cái hàng nông sản của Mỹ và cũng có ký những cái thỏa ước về mua thêm những cái máy bay bay. Tuy nhiên những cái điều đó, những cái thâm thủng mậu dịch nó vẫn còn rất là cao, bởi vì giữa Việt Nam với Mỹ những cái thâm thủng có lúc lên tới 20 mấy tỷ Mỹ Kim. Thì bây giờ những con số đó nó cần phải được bù đắp và nó rút ngắn lại. Thì cái việc mà áp lực của cái chính quyền của Tổng thống Trump lên đối với các cái nước mà nó có cái sự mà thâm thủng mậu dịch đó, như Trung Quốc chẳng hạn, chúng ta thấy là Trung Quốc là thâm thủng mậu dịch đối với Mỹ rất là lớn. Cho nên là Mỹ mới áp đặt cái thuế quan lên cái phía Trung Quốc, nó đồng là thể hiện một cái sự trừng phạt để mà hòng hài hòa hòa quá lại, tức là làm để cho nó cân bằng quá lại, để mà làm cho cái việc mà là làm ăn nó ông Trump cũng gọi là bình đẳng đó. Thì đối với Việt Nam thì so với Trung Quốc nó không có là bao nhiêu hết. Việt Nam chỉ có mấy chục tỷ, còn Trung Quốc nó 300 mấy chục tỷ, thì nó rất là nhiều. Thì trong cái điều kiện của Việt Nam á, thì trong cái thời gian qua phải nói là hết sức là cố gắng và làm rất là nhiều những cái động thái và ký rất là nhiều những cái hợp đồng với phía Mỹ. Và hình như các cái doanh nghiệp của Việt Nam cũng đang có cái xu thế, nhất là những cái doanh nghiệp mà gọi là phát triển chiều cao, chiều sâu đó, thì thường là chọn cái công nghệ của Mỹ nhiều hơn. Thì lần này là cái lần mà nhập những cái công nghệ và xây dựng những cái nhà máy á, mà sử dụng cái công nghệ của Mỹ, thì đó là một cái điều khá đặc biệt. Bởi chúng ta biết là trước đây trong cái năng lượng thì Việt Nam đặt vấn đề là mua cái nhà máy về điện nguyên tử mà không có đặt của Mỹ, mà đặt ra vấn đề là mua của Pháp, rồi ví dụ như là của Nhật, rồi có người nói là mua của Nga, thì nhưng mà không có nói là của Mỹ. Chúng ta thấy cái chuyến đi lần này có ông Wilbur Ross á, đã chứng minh thêm một lần nữa về cái đường hướng chiến lược của nước Mỹ là xoay trục về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thì ông ta không chỉ ghé ở Việt Nam mà còn ghé qua Thái Lan, ghé qua Indonesia. Thì trong cái khu vực này muốn phát triển ổn định và nó bền vững và thịnh vượng, thì cái vai trò của nước Mỹ để mà nâng cao cái khu vực này, nói chung là cái ảnh hưởng của nước Mỹ muốn đặt vào cái khu vực này nó cao hơn và nó có vị thế tốt hơn, cũng như là để mà ổn định cái tình hình mà gọi là lưu thông hàng hải mà tự do đó trong cái khu vực nữa. Rồi trong cái thế mà hiện nay nước Mỹ đang đối đầu và đang có một cuộc chiến tranh thương mại đối với Trung Quốc, thì những cái nước mà gọi là trong khu vực mà gọi là đồng minh với Mỹ, hoặc là những cái nước mà gọi là hợp tác đối tác chiến lược toàn diện mà sâu sắc gì đó đối với Mỹ, thì nó có vị trí rất là quan trọng. Và Việt Nam ngày càng trở nên một cái người rất là đáng tin đối với nước Mỹ, bởi vì có lẽ là có những cái nguồn tin thì họ đánh giá rằng Việt Nam là đáng tin cậy hơn, và Việt Nam nó càng lúc càng chứng minh được là về tương lai đó là có thể đối tác với Mỹ nó tốt hơn nhiều nước khác nữa. Thì bởi vì có những cái người mà họ nhận định rằng là trong cái khu vực này, thí dụ như việc Mỹ mà đang đồng minh với Đài Loan, rồi Mỹ đang quan hệ với thí dụ như là Philippines, rồi Singapore hay là Thái Lan đi nữa, tuy nhiên về lâu dài đó, chúng ta thấy là người ta đưa ra cái lời nhận định là ngay cả Đài Loan, ngay cả
ví dụ như Hồng Kông, thì Hồng Kông thì trong tới năm 2049 thì cũng phải là trở về Trung Quốc rồi, 2047 cũng phải trở về Trung Quốc rồi. Thì Đài Loan đi nữa, thì bây giờ Trung Quốc cũng đang đào áp lực rất là mạnh, và các cái chính giới khác trên thế giới cũng không thừa nhận Đài Loan là độc lập. Thì đó là những cái điều rất là khó khăn, và Đài Loan có dù có cái gì đi nữa thì cũng là một cái nó gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thì chúng ta thử nghĩ đặt cái vấn đề khi mà có xảy ra một cái tranh chấp gì đó đối với Trung Quốc đi, thì người Đài Loan giàu sao nữa họ cũng sẽ ủng hộ cái Đại Lục hơn, người ta không có ủng hộ những cái nước khác. Thì đó là một cái điều mà nhiều người họ nhận định rằng Đài Loan đó, thì có chăng đi nữa thì cũng là rất là khó để mà tách ra khỏi Trung Quốc. Bởi vì hiện nay chúng ta thấy gần như là 80-90% những cái nhà gọi là xì thẩu của Đài Loan, tức là những cái đại tư bản của Đài Loan đều có đầu tư bên Trung Quốc hết, đầu tư Đại Lục hết, tức là cái tiền của họ đã rót hết vào trong cái khu vực đó rồi. Mà chúng ta biết đó, Đài Loan là một nước dân chủ, thì cái việc mà những cái nhà tài phiệt á mà nó có cái làm ăn đối với Trung Quốc, thì cái sự thân thiện đối với chính phủ Trung Quốc nó làm cái chuyện đó là thế nào cũng phải có, và có thể nó ảnh hưởng đến cái chính trường của Đài Loan. Và hiện nay thì Đài Loan có nhiều đảng phái đang lãnh đạo, thì có thể là thời điểm này thì cái đảng này lên, cái chính quyền này lên, ông tổng thống này, bà tổng thống này thì không có thân, mà trường hợp khác thì lại lại có. Chúng ta nhớ lại trước đây cũng vậy, có nhiều lúc là Đài Loan đã coi như là nhiều có những cái tổng thống đã qua quan hệ với phía bên Đại Lục và có cái làm ăn với bên đó, cho nên là rất là khó nói về mặt lâu dài đó. Ở Đài Loan đó là rất có thể làm sẽ quan hệ sâu hơn với Trung Quốc và sẽ chịu ảnh hưởng đối với Trung Quốc. Thì cụ thể nhất là trong cái vụ đường lưỡi bò đi, thì các nước mà Đông Nam Á có ảnh đến cái vùng này thì Đài Loan họ lên tiếng là họ ủng hộ cho nhà nước Trung Quốc liền, và họ cho rằng cái đường lưỡi bò đó là Trung Quốc đưa ra những cái tuyên bố như thế là đúng. Thì chúng ta thấy cái việc đó đó, thì cái quan hệ đối với Đài Loan á, là nó hoàn toàn không có mang tính chất độc lập, và nó giàu sao nữa nó cũng nghĩ nó là từ một cái gốc đi ra là cái đất nước Trung Quốc. Cho nên về lâu về dài có nhiều nhà chính trị họ nhận định rằng Mỹ quan hệ với Đài Loan có thể là cũng phải nó cũng dừng lại ở mức nào đó thôi, chứ mà nếu mà gọi là đi sâu hơn nữa hoặc là đồng minh mà là lâu dài mà ổn định thì cũng có thể rất là khó, nhất là khi mà Trung Quốc đang phát triển rất là mạnh và Trung Quốc nó đang trở thành một thế lực gọi là đối chọi với Mỹ. Những cái việc mà lôi kéo đối với Đài Loan và nhớ những hiện tình như hiện nay đó và thì rất là khó, cho nên là không có đáng tin cậy. Còn riêng đối với Philippines thì cũng rất là bất ngờ, và trước giờ thì có những hành xử rất là khó hiểu, mặc dù là mang tính là đồng minh với Mỹ. Thì sau khi mà cái chiến tranh lạnh là kết thúc thì cái chính phủ của Đài Loan và những chính phủ của Philippines và những cái lãnh đạo của Philippines là nhanh chóng và vội vàng là đuổi cái lực lượng căn cứ quân sự của Mỹ ra khỏi cái đất nước Philippines. Thì đó là một cái điều có thể nói làm cho người Mỹ người ta cũng hết sức là sững sờ và không hiểu rằng cái cách hành xử đó như thế nào. Và nhiều người họ nhận định rằng cái việc mà mất cái Scarborough và nước Mỹ để không có ủng hộ trong cái việc mà giành lấy lại hoặc là giúp cho Philippines trong cái việc đó, thì đó cũng là một cái hành xử mà có thể nói là mình cũng rất là khó hiểu. Và trong cái khu vực này thì cái chính thể mà của Thái Lan cũng là một cái đồng minh của Mỹ, nhưng mà Thái Lan á thì lại có cái sự bất ổn định về cái vấn đề mà an ninh trật tự, về cái cách mà điều hành bộ máy, bởi vì nó nửa voi nửa dê nửa chuột, nó kỳ cục lắm, nó dân chủ không có dân chủ mà nó độc tài thì không ra độc tài, mà quân chủ thì không ra quân chủ, nó lai căng kỳ cục và nó không có đi tới nơi, và cái lực lượng của quân nhân đó nó bộc phát rất là mạnh và nó cái hành xử cũng tùy tiện lắm. Và đó là một cái điều mà người Mỹ họ cũng hết sức nhức đầu trong cái chính trường của Thái Lan. Và nếu mà xét tới Việt Nam á, thì nhất mà khi mà đặt vấn đề mà đối chọi với Trung Quốc mà kể cả trên cái thương mại thôi, thì ở Việt Nam á thì bây giờ thì chính sách của Việt Nam là nhà nước Việt Nam luôn luôn nói rằng á là hòa hoãn với Trung Quốc, làm việc với Trung Quốc là hợp tác hữu nghị rồi bằng hữu đã đủ thứ chuyện hết.
Tuy nhiên về mặt lịch sử, người các nước họ xét rằng á, là Việt Nam á, là cái trong khu vực này chỉ có Việt Nam là cái nước mà đối chọi với Trung Quốc nhiều nhất, và cái đương đầu với Trung Quốc mà cái lịch sử đấu tranh đối với Trung Quốc á, là Việt Nam là dữ dội nhất so với các nước xung quanh, kể cả Triều Tiên, kể cả Nhật Bản, kể cả các thứ, thì Việt Nam có thời gian rất là dai dẳng và phải nói là hết sức là quyết liệt cả ngàn năm liên tục luôn. Thì đó là một cái điều mà mình thấy là cái tính quyết liệt và cái sự chịu đựng của người Việt Nam nó rất là căng thẳng. Cho nên là về hướng lâu dài đó, thì có lẽ là nhiều người họ nhận định rằng Mỹ sẽ hợp tác với Việt Nam nó sâu hơn. Thì chúng ta thấy có một điều đặc biệt là trong cái chuyến đi lần này cũng có đại diện của một cái tập đoàn sản xuất vũ khí, tức là sản xuất máy bay chiến đấu. Thì đây là một cái điều mà thấy hơi khá lạ. Thì họ đến đây họ chào hàng cái gì, trong khi ở Việt Nam Mỹ vẫn chưa dỡ bỏ hết cho Việt Nam mua những cái vũ khí gọi là hiện đại. Thì trong cái trường hợp này thì có lẽ là phải đây là một cái bước đi trước, một cái bước khởi mào để mà tiến tới cái việc mà hợp tác chặt chẽ hơn và tiến tới cái việc mà cận đồng minh hơn. Thì đó là một cái điều mà mình cảm thấy nó là một cái xu thế rồi, nó không thể thay đổi được. Tới đây có lẽ là Việt Nam sẽ mua vũ khí của Mỹ mà những vũ khí hiện đại hơn, thì đó là một cái điều gần như là tất yếu, ai cũng có nhận định như thế hết. Thì trong cái chiến lược đối đầu với Trung Quốc á, nhất là về mặt lĩnh vực kinh tế hoặc là kiềm chế cái sự phát triển của Trung Quốc trong cái khu vực này, thì Việt Nam á, là luôn là được chọn, và có thể nói là cái quan hệ của Mỹ ít nhất là trong cái thời kỳ của Tổng thống Trump á, là cái tăng cường hợp tác với Việt Nam nhiều hơn. Thì nói tóm lại là việc là ký những cái hợp đồng có giá trị lên tới nhiều tỷ Mỹ kim, thì một lần nữa là chứng minh và cho thấy là cái quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam nó càng sâu rộng hơn, và phía Việt Nam làm việc nó trách nhiệm nhiều hơn và muốn đảm bảo cái thị trường đối với nước Mỹ, mặc đây là cái thị trường mà đang mở rộng ra và cái khả năng xuất khẩu của Việt Nam nó vào Mỹ nó càng lúc càng tăng lên. Nữa là trong 9 tháng đầu năm thì có thể nói là cái xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ nó tăng lên, phải nói là nó rất là bất chợt, nó hơi đột biến luôn á. Và tới đây có thể là cũng sẽ như thế, bởi vì trong cái cuộc mà chiến thương mại với Mỹ thì Việt Nam cũng đang hưởng những cái ưu thế, bởi vì những cái xuất khẩu của từ Việt Nam nó sẽ được tăng lên. Thì để tránh những cái phạt thuế hoặc là tránh những cái sự mà phản ứng của phía Mỹ về cái việc mà gọi là chênh lệch trong cái mậu dịch đó, tức là Việt Nam mà xuất siêu quá nhiều mà nhập siêu quá ít, thì để tránh cái điều đó cho nên Việt Nam cần phải tăng cường hơn nữa, và đây là một cái biện pháp mà để mua những cái hàng hóa của Mỹ, mà mua những cái công nghệ của Mỹ, những cái công nghệ của Mỹ là tiên tiến để mà sử dụng cho cái việc của mình. Và cái hợp tác giữa Việt Nam với Mỹ nó càng sâu rộng hơn, chúng ta thấy trong cái việc này thì có trong y tế rồi trong giao thông và trong cái lĩnh vực năng lượng. Và ngoài ra thì tới đây cũng sẽ còn rất là nhiều những lĩnh vực khác. Và chúng ta là những người Việt Nam mà lúc nào cũng mong muốn là những cái người dân của mình là sử dụng những cái của Mỹ với cái giá nó thấp lại, có ít nhất là cũng phải bằng như cái giá ở Mỹ thôi, hoặc là cao hơn chút đỉnh thôi, chứ không thể nói là nó quá cao đi. Như hiện nay có nhiều cái mặt hàng giống như là Chery đi, chúng ta thấy là không thể nào mà giá 400-500 ngàn một ký, trong khi là ở Mỹ người ta chỉ mua khoảng chừng 5 đô hoặc là 6 đô một ký kg thôi. Thì đó là một điều hết sức là vô lý, và chúng ta muốn làm có rất là nhiều cái sản phẩm của Mỹ như là bơm, táo, nho, rồi Chery, rồi nhiều cái thứ thực phẩm khác mà sạch và ngon bổ dưỡng á, được đưa về cái Việt Nam và bán với cái giá rất là tốt. Bởi vì chúng ta thấy thị trường á, ở Việt Nam có những cái mặt hàng á, của Úc hay là của Thái Lan hay là của nhiều cái nước khác nó cũng không có chất lượng tốt bằng, tuy nhiên bán cái giá cũng rất là cao. Thì đây là một cái điều hết sức là vô lý. Nếu mà có quan hệ hợp tác nó tốt hơn và nhập khẩu nó tốt á, thì và trong cái thế giới mà gọi là giao thương như thế này thì người dân là cái người được hưởng lợi nhiều hơn, sẽ mua được những cái hàng hóa nó tốt hơn và với cái giá nó rẻ hơn, thì đó là cái điều mà ai cũng mong muốn hết. Thì đó là xu thế rồi, chắc chắn là cái quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ á, nó ngày càng nó chặt chẽ hơn rồi, và càng lúc nó càng đi chiều sâu hơn. Cái việc mà xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ nó nhiều hơn thì bắt buộc Việt Nam phải nhập khẩu từ Mỹ nhiều hơn.
Đó là một cái điều không thể nào đi ngược lại. Mà nhập khẩu từ Mỹ nhiều hơn, không thể nhập khẩu máy bay, không phải lúc nào cũng nhập máy bay hoài được. Tới một lúc nào đó cũng phải nhập những mặt hàng khác. Và những mặt hàng khác đó, những mặt hàng gì, từ máy móc, từ thiết bị, từ bao nhiêu thứ khác rồi cũng sẽ tới hàng tiêu dùng thôi. Và đó là cái điều mà chúng ta muốn thấy nhất. Thì xét ở một góc độ nào khác á, thì nhiều người họ nhận định rằng cái nền kinh tế của Việt Nam á, có đang lệ thuộc rất là nhiều vào Trung Quốc. Nhất là lệ thuộc về nguyên vật liệu, về công nghệ, về nhiều thứ. Cho nên là cái việc mà quan hệ với Mỹ nhiều hơn và nó mở rộng hơn và tăng lượng cái xuất khẩu hoặc là nhập khẩu, cái kim ngạch nó lên cao, thì nó giúp cho cái cân bằng lại và nó giúp cho cái việc mà gọi là thoát trung á, nó tốt hơn, tránh lệ thuộc vào Trung Quốc hơn. Thì đây cũng là một cái chiến lược mà có thể là người ta nhận định cũng có cơ sở chứ không phải là hoàn toàn vô lý. Thì nói chung là ai muốn nhận định như thế nào cũng được hết, nhưng mà chúng ta là những người Việt Nam thì luôn mong muốn là cái nước Việt Nam nó phát triển tốt và cái người dân Việt Nam được hưởng lợi nhiều hơn. Và chẳng những là về vật chất không, mà về mặt tinh thần nữa, về vấn đề an sinh xã hội nữa, thì càng lúc nó sẽ đi theo và sự phát triển nó sẽ cao hơn. Và đó là cái phần trình bày của tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào.